Em chào toàn thể anh em đam mê đang xem clip của em. Em chúc anh em xem clip vui vẻ. Nếu thấy clip của em hay cho em xin một like anh em nhé. Cảm ơn toàn thể anh em. Nay em lên được cho anh em 4 con bồ mộc. Thì em cũng sẽ lên thông tin đầy đủ từng con chim để anh em cố gắng theo dõi hết clip để biết được thông tin của con chim anh em dễ lựa chọn anh em nhé. Thì cái con đầu tiên này là một con chim sổng, người ta bấy được về hơn một tuần lồng anh em ạ. Thì em theo dõi thì không thấy có tật lôi gì. Và bộ của con này thì là bộ nhỏ nhưng được cái lông mỏng dài đòn anh em ạ. Màu với yểm áo thì anh em thầm ở clip anh em nhé. Con này độ thuần của nó chắc rơi vào tầm 50-60% anh em ạ. Và con nhát, được cái là chất giọng của con này rất là ok anh em ạ, rất là hay. Tiếc là bộ hơi nhỏ. Thì con này anh em nào mà ưng thì em để cho anh em là 700 anh em nhé. Con này là 700. Đấy, giọng rất là hay anh em ạ. Con này là con số 15 anh em nhé. Con 15 này 700. Anh em ưng thì anh em liên hệ với em. Sổ giọng rất là tốt anh em ạ, rất là mâu mỏ. Nhìn nó cứ kiểu dị dị kiểu gì anh em ạ. Thì giờ em chuyển qua con tiếp theo anh em nhé. Đây là một con cực kỳ tố chất anh em ạ, nhìn bóng bộ rất là đẹp. Nhưng mà con này theo mình thấy đây là lông nó hơi dày tí anh em ạ, lông mỏng, nó là siêu màu luôn anh em. Quá đẹp. Gáy ngựa lưng tôm. Anh em nhìn rất là tố chất. Con này thì là một con nó rơi vào khoảng 13-14 ngày lồng anh em ạ. Bộ con này thì là bộ cũng là bộ to anh em nhé, nhưng mà chưa phải khủng. Gốc kim bôi hòa bình, chất giọng nghe là biết rồi anh em ạ. Tật lối không, và em cũng báo giá luôn cho anh em nào ưng anh em bắt là con này em bán 1.300.000 anh em nhé, 1.300.000 con số 3. Giọng rất là hay anh em ạ. Thái độ rất là tốt. Con này màu đinh ngàn anh em ạ. Nhìn quả đầu rất là to. Bây giờ em chuyển qua con thứ ba. Con thứ ba này là một con cũng là bụng to nhưng mà cũng chưa phải là khủng. Thì cái con này là một con người ta nuôi được hơn 2 tháng lồng anh em ạ, cũng đã đứng cầu và sổ giọng rất là tốt rồi. Chim gốc thì là gốc kim bôi hòa bình, không có tật lối anh em nhé. Thì con này em cũng để cho anh em là ưng là 1.400.000 anh em nhé, 1.400.000. Anh em nào ưng thì anh em liên hệ cho em.
Con này là con số 13, là 1,4 triệu anh em nhé. Đó, sổ rộng rất là tốt rồi anh em ạ. Nhìn lông cũng hơi hơi dày một tí nha bạn. Bóng bộ rất là đẹp. Trời nay cũng đang ấm rồi nên khi cỏ cũng nghe nó căng hơn hẳn anh em ạ, chứ cứ mưa suốt chán chim cỏ ủ rũ, mà mưa gió suốt cũng không đi tuyển chim được cho anh em, nắng ráo thì lại đi tuyển được cho anh em. Thì con số 13 này là 1,4 triệu anh em nhá. Giờ em chuyển qua con thứ 4. Con thứ 4 anh em ạ, con thứ 4 cũng là số 4 luôn. Thì con này là một cái con vừa cám cứng, nó rơi vào 7 8 ngày lồng anh em ạ. Nhưng mà nó hót trụ, nhưng mà khi mình treo ra thì nó còn sự, nó chưa dám hót. Thì mình đăng lên mình bán bóng bụng cho anh em nào mà ưng, anh em tin tưởng thì anh em bắt, là em đi anh em con này 700 anh em nhá. Chim cũng bộ chung. Màu yếm áo thì anh em tự thẩm, em bảo hành cho anh em chuẩn bầy đấu, chuẩn trống, và vì anh em chăm sẽ hot head tốt anh em ạ. Nó hot trộm mồi nhưng mà em treo ra thì nó không hot, thì em đang em bán bằng bộ cho anh em. Anh em mà không bắt thì em sẽ chăm vài hôm nữa nó ra rộng thì em lại đăng lại cho anh em, nào ưng thì anh em bắt anh em ạ. Thì em con số 4 này là 700 anh em nhé. Thì em cảm ơn toàn thể anh em đã theo dõi và xem clip của em tới đây. Em chào và hẹn gặp lại anh em ở một clip tiếp theo anh em nhé. Em chào toàn thể anh em.